Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 và em sẽ có một cái video buổi trưa nay giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm hàng bãi Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này và em nhận chuyển khoản 100% đi đơn. Không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Video này thì em không có giới thiệu túi nha anh chị. Em có đồ gia dụng nè, đồ gốm nè, rồi khăn, rồi những cái chăn hàng hiệu của anh chị ha. Rồi trong hôm nay và trong ngày mai cuối tuần thì em có nhiều cái video, tại vì hàng về nhiều lắm, cho nên là anh chị mình cứ săn hàng thì mình cứ theo dõi em trong 2 ngày cuối tuần này anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái sản phẩm này là hàng của Nhật, trên đây ghi quá trời tiếng Nhật gì nè. Cái này là một cái ấm trà đó anh chị. Cái này cái ấm riêng nha, nó không có cái mấy cái chung nhỏ nhỏ để mình uống nha. Cái dạng như đất nung á anh chị. Cái này xịn lắm nè. Không có dạng cái quai kia mà cái quai mình cầm giống vậy là mình, em thấy dường như là các chú mình sẽ nấu luôn á, nhưng mà hoặc là mình đổ nước sôi vô thôi cũng được anh chị ha. Cũng xịn lắm. Đó, cái này thì trên nền là cái đất nung, rồi người ta sẽ vẽ cái bông hoa lên. Đó. Cũng không có phải là quá sắc sảo đâu anh chị, nhìn nó cũng hay hay, mình để trong vườn nhà đồ này kia nhìn nó mộc mộc hay hay nha. Mẫu này thì mới chưa có qua sử dụng, bên trong thì nó sẽ gồm cho mình cái đồ để mình lược trà đó, mình đổ trà vô đây nè, nó bằng kim loại ha, rồi xong rồi mình đổ nước sôi vô. Nhưng mà điều nó có như vậy thôi chứ không có thêm cái chung để uống nha, nó không có kèm cái chung để uống. Mình mua cái này trước đi, rồi từ từ em có mấy cái chung mà cái màu tông giống vậy thì mình có thể mua để mà mình kèm vô ha. Size ngang của nó sẽ được là 8.5, chiều cao lên là được 6 cm. Mẫu này thì không có truyện Nhật, nó có số 15 gì đó chị, không có truyện Nhật. Hàng này kiểu phù hợp để mình mua sử dụng để ngoài sân vườn đồ thôi, chứ còn mà mình lựa mấy cái ấm hàng xịn, hàng siêu VIP thì cái này không phải nha. Cái này đi sử dụng ok thôi, giá tốt thôi anh chị. Em bán cái này cho mình với giá là 220.000. Anh chị chốt giùm em mã số là K25. Mình nói tiếp cái mã số của hồi tối ha. K25 giá là 220.000. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi nè. Anh chị cứ chốt theo cái giá này là ok, mình khỏi phải lo phí vận chuyển gì hết ha. Nhưng mà em không có ship code anh chị, tại vì em ship code đó thì nó sẽ bị cái phí ship, phí thu code đó, nó cao lắm. Cho nên là em có chương trình miễn phí vận chuyển và trước giờ thì shop em không có thu code đó, cho nên là mình lưu ý là mình chuyển khoản được thì mình chốt hàng giùm em ha. Rồi, em có một cái bình cắm hoa này. Bình cắm hoa này thì bằng gốm sứ thôi. Này, cái này chưa lau chùi nha, hàng mới về. Nó cũng không có truyện Nhật chỉ trơn. Cái này dạng như mình cắm hoa hồng đồ đó, một cành đồ đó thì nó ok ha. Nó sẽ bằng dạng gốm sứ vậy đó, không có truyện Nhật nè. Trên đây em thấy nó có cái lằn, nó hơi hơi có cái lằn như vậy nè. Rồi đó, mình kiểu đi co cắm hoa này kia thôi, chứ nó cũng không phải là hàng siêu VIP ha. Size cao lên là được 23. Em bán rẻ cái này cho mình 100.000 luôn. Mã số là K26, giá là 100, mã K26, giá 100.000 cho cái bình này. Đó, em có báo cái trên cái đó chút xíu ha, nhưng mà không sao đâu. Mình cắm hoa bình thường thôi cũng không có phải lo, giá rẻ mà. Rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục là em sẽ coi có cái gì đó. Tại mấy đồ này là phải cầm nhẹ nhàng tình cảm thôi, không có làm mạnh, không làm nhanh như túi được. Em có một cái hộp này. Cái hộp á thì nó sẽ bằng hộp giấy nha, chứ không phải hộp gỗ đâu nha. Coi cái này nó là cái gì? Mấy cái dĩa. Cái hộp á, trên hộp người ta có ghi cái gì đó, kệ nó ha, cái hộp thôi. Rồi, sản phẩm là hàng hiệu của là Sanyo, hàng hiệu của Nhật. Blue Cup Van, tức nghĩa là cái men xanh đó anh chị. Rồi, mã số đồ đây ha. Sản phẩm bên trong là như vậy. Cái này là cái dĩa. Đó, đẹp lắm. Blue Cup Pan. Mấy này dính dơ thôi ha, mình về mình lau chùi kiểu như người ta để cái băng keo đó. Hàng này chưa có qua sử dụng, hàng gốm sứ của Nhật anh chị ơi. Cái size của cái dĩa này đó thì nó sẽ được là 23. Bên trong người ta làm hoa văn rất là xinh luôn nè. Sứ xanh đó, em thấy các chị mình bán đồ gốm mình hay gọi cái này là gì? Sứ men xanh ha. Thì người ta ghi chữ là blue đó, blue cup này.
Rồi. Thì nó sẽ ra cái dĩa này luôn nè anh chị ơi. Cái bộ này ở trên eBay người ta có bán nha. Để coi cái bông nó giống không. Đây, nó sẽ ra cái sản phẩm này luôn ha. Nó tựa 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 đó anh chị ha. Rồi, thì mình thích cái này. Bộ này thì trong đây nó có một cái nè. 2 3 4 5 cái nha anh chị ơi. 5 cái y hình anh chị ha. Đẹp lắm. Cái này các cô mình thích decor hay là mình thích nhà bếp đồ này kia mình lấy cái này giùm em ha. Độ mới rất là cao, dường như chưa sử dụng nha. Nhưng mà nó là hàng bãi Nhật, hàng si Nhật anh chị ha. Rồi cái set này em bán cho mình 5 cái anh chị nha. Mình chốt giùm em mã số là K27, em bán cho mình với giá là 600 ngàn. Mã số là K27 giùm em nha. 5 cái dĩa luôn anh chị, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Mà còn nguyên hộp luôn, chưa có sử dụng luôn. K27 giá là 600 ngàn cho cái bộ này. Giá là bao gồm phí vận chuyển rồi luôn đó anh chị. Cái này lâu lâu rồi em cũng đam mê á, em thích á, nên là em lấy về bán thôi chứ nó nặng dữ lắm, mà gói cực khổ lắm anh chị ơi. Lâu lâu em mới có một đợt thôi nha, chứ không có thường xuyên có mấy này. Anh chị cô chú nào thích thì mình có thể chốt ủng hộ giùm shop em ha. Rồi, em có cái này đẹp xịn lắm nè. Cái này là một cái bộ của thương hiệu là Esper. Bộ này cái hộp bên ngoài là hộp gỗ luôn anh chị. Hàng xịn nha, hàng hiệu đó. Rồi, trong đây á là cái sản phẩm này là cái bộ muỗng nĩa mạ màu vàng nha, chứ không phải bằng vàng nha. Mạ màu vàng ha. Trong đây người ta có ghi thông tin bằng tiếng Nhật. Rồi, cái hiệu nó đâu đây? Đó. Mà đặc biệt nữa nó còn thêm ngăn này nữa nè. Xịn lắm, cái này chưa có xài nha anh chị. Ngăn bên dưới này là 5 cái nĩa ha, 5 cái nĩa như vậy. Rồi, cái ngăn này là 5 cái muỗng. Cái này là dễ dùng để mình ăn bánh ngọt, uống cà phê được anh chị nha. 5 cái muỗng. Rồi, ở trên này đó là có một cái này để mình để dùng quét bơ hay là mình cắt bánh ngọt đồ đó. Rồi một cái muỗng này nó hơi đặc sắc chút, mình ăn bánh đâu cũng được, mình làm gì mình làm ha. Dạng để mình uống cà phê sữa đồ đó anh chị. Bên trong đây người ta có dọc hiệu nè. Cái này là người ta mạ cái màu vàng nha anh chị, chứ không có phải là vàng thiệt nha. Nhưng mà quá đẹp, quá mới luôn. Rất là xuất sắc luôn. Tổng cộng mình 5, 10, 12 món luôn đó anh chị ơi. 12 món lận nha. Rất là đẹp, lâu rồi mới có về bộ này. Và nguyên cái đợt hàng này thì chỉ có một bộ này thôi. Anh chị cô chú nào thích thì mình chốt giùm em cái này ha. Mã số là K28. Em bán cái này cho mình với giá là 800 ngàn. Mã K28 nha. Quá trời đẹp luôn, cái này mình mua tặng còn được. K28 giá 800. Anh chị nhớ có đợt cỡ khoảng chắc cỡ 2 năm về trước đó, em bán em có về được một đợt muỗng nĩa này nè. Rất là xịn và lâu lắm rồi không có về. Không có em không có chuyên gia dụng nữa đó, cho nên là không có về. Nhưng mà khách hỏi đồ gia dụng quá chừng, cho nên là em lâu lâu em săn được một ít gì á. Em có một cái set này là đũa Nhật nha. Đũa này made in Japan. Một cái hộp này thì người ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái ngăn để đựng đũa. Nhưng cái hộp này về tới tay em thì nó chỉ còn có 7 đôi thôi. 7 đôi là 7 màu như vậy ha. Chất liệu bên trong này á, thì nó sẽ là gỗ tự nhiên thật bên trong, rồi bên ngoài người ta sẽ phủ một cái lớp polyester lên, tức là làm cho nó đặc sắc lên mà hình ảnh đồ này kia như vậy. Đó, đũa Nhật á, thì thường thường là cái đầu này người ta chót rất là nhọn luôn anh chị. Còn 7 đôi anh chị nha, chứ không có còn đủ 10 đôi đâu. Size của nó sẽ được là 23 cho mỗi đôi nha. Đủ màu, hàng made in Japan ha. Cũng có một bộ như vậy thôi. Em bán cái này cho mình với giá là 200 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã số là K29 nha. K29 giá 200 cho cái set đũa này. Một set một K29 giá 200. Rồi tiếp tục cái này gì đây? Cái này gì có cái hộp. Cái hộp thì đẹp đẹp nha, nhưng mà nó có bị hơi không không có nguyên vẹn cái hộp, kiểu như ta có dán băng keo đồ lại đó. Tại vì hàng mấy hàng này á anh chị, bên Nhật người ta đóng về tới tay mình mà nó còn được nguyên như vậy là mình mừng á. Tại vì đi xa mà. Rồi em đóng tới tay anh chị nữa ha. Cho nên là mình mua mấy cái sản phẩm đồ gốm đồ này kia là khi mà anh chị mình khui hàng á thì mình cứ quay video lại giùm em nha. Quay video lúc khui hàng á, ví dụ lỡ nó có bể vỡ, nứt mẻ gì đó thì em còn làm việc được với bên vận chuyển ha anh chị. Chứ còn mình không có video là người ta không có xử lý cho mình ha. Rồi, đây là cái dĩa gỗ
giống như cái dĩa mà nó cũng hơi sâu lòng chút nha. Cái này mình decor cũng đẹp, hoặc mình sử dụng ok bằng gỗ thật nha anh chị, và giày mo luôn. Và những cái lằn này là cái kiểu như người ta gọi là cái vân của cái khối gỗ á, là cái tuổi đời của cái khối gỗ ha anh chị, nó càng tuổi đời càng lâu thì cái lằn cái vòng này nó càng nhiều. Rồi bên dưới này người ta có truyện Nhật nè, có cái hàng hiệu của là cái Okayama. Cái này là thương hiệu của Nhật anh chị, cái logo hình con tôm là cái logo của cái hộp này luôn á. Rồi, rất là xịn nha. Đây. Đó, mà có một cái thôi anh chị, mấy này thì nếu mà mình muốn mua thành bộ thì mình phải săn săn lâu lâu thì mới có vô bộ thôi, chứ còn mà mua một lượt thì thường không có thành bộ được ha. Cái này thì giá của nó sẽ là 290 ngàn. Chốt giùm em mã K30 giá 290. Mã K30 giá 290 ngàn nha anh chị ơi. Video hôm qua và hôm nay ngày mai thì em dồn đơn đến thứ hai đi đơn anh chị ha. Thứ hai là em gói hàng một lượt luôn, tại vì hàng về nhiều đó, em tranh thủ em lên video để thôi cứ ngồi lo gói hàng thì không có giới thiệu được nhiều hàng cho anh chị nha. Rồi em có một cái này là giống như cái gạt tàn thuốc vậy, nặng lắm. Hàng Crystal là pha lê đó anh chị, của Sasaki, hiệu là Sasaki ha, Crystal pha lê. Bên trong là một cái nó vuông vuông như vậy nè, mình ứng dụng sao cũng được, mình làm cái gạt tàn thuốc là quá đẹp, nhưng nó không có cái rãnh nha. Rồi hoặc là mình dùng trong decor trang trí, để trên bàn, để bánh mứt hay là để đồ kim chi đồ cũng được anh chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi cái hình này đó là người ta sẽ dán vô như vậy, khi mà trên đây mình nhìn thấy cái hình này là cái hình kiểu châu Âu cổ điển nha. Ừ. Đấy, sản phẩm nó dày, nó nặng cực kỳ luôn anh chị, nặng chắc hơn ký là thiền luôn, hơn 1 ký luôn anh chị, rất là nặng luôn nha. Mình làm ứng dụng vô gì cũng được, em thấy là làm cái gạt tàn là quá ok. Đó, nó là hình vuông á, cạnh của nó là được 15, rồi cái chiều cao lên là được 5 cm nha. Cái này em bán cho mình với giá là 550, nó nặng dữ dội lắm, 550 nha anh chị ơi, 550 cho cái khối này. Mã số là K31, giá là 550. K31 nha. Cái này bán gì đam mê anh chị, nó nặng như vậy, phí vận chuyển nó cao lắm và gói nó cực khổ lắm. Rồi, tiếp tục. Nhưng mà đợt này về cũng không có quá nhiều đâu, cũng ít ít gì đó. Anh chị mình săn hàng thôi, chứ còn về nhiều là không có nhiều. Rồi, em có cái này gì đây? Set này thì là cái hộp bên ngoài là cái hộp giấy nha, cái hộp thì nó cũng hơi hơi cũ cũ nè, hàng của Pháp luôn. Cái này là thủy tinh nha, camé glass này, mắt in răng. Ồ, cái này người ta ghi là 24% nó là pha lê, tức là không phải 100% pha lê nha. Vậy là có thể pha chế hả ta, mấy đó có thể pha trộn được hả ta, em không biết nữa, người ta ghi vậy anh chị nha, tức là 24% là pha lê ha, mắt in răng. Đó, cái thương hiệu này là cái thương hiệu à, cái Kamai Glass đó là một cái công ty của Nhật anh chị ơi, Kamai Glass là công ty của Nhật nha. Rồi còn tem Nhật đây, sản phẩm bên trong xuất sắc, cái này mình có thể tặng được, phiếu này dạng giống như là cái phiếu mua hàng á. Rồi bên trong đây là gồm có hai cái ly thủy tinh như vậy. À, không biết là pha lê hay là thủy tinh, người ta ghi 24% pha lê gì đó, thì em cũng bán như là hàng xi nhật bình thường thôi, không có bán hiệu, không có bán pha lê gì đó anh chị yên tâm ha. Rồi nó sẽ gồm hai cái như vậy, còn full cái hộp luôn, còn giấy tờ sổ thẻ tùm lum hết. Cái này mình trưng trong tủ cũng đẹp, hoặc là mình sử dụng để uống nước trái cây, uống rượu đồ này kia ha, ăn kem đâu cũng được. Hiện tại anh chị thấy nó hơi đục đục, mình về mình lau chùi rửa lại ha. Cái này là do để lâu anh chị, chứ mà người ta còn tem crystal đồ tùm lum đây chưa. Size của nó sẽ được đó là 17.5 là cái chiều dài nha. Còn cái miệng của cái cốc này là được 5.5 cm ha, miệng này được 5.5 cm. Set này em bán cho mình với giá là 350 ngàn, 350 ha. Chốt giùm em mã số là K32, giá là 350. Mã là K32, giá 350 cho cái set này nha. Cái này để riêng đi, để khi nào gói thì mình bỏ vô. Đấy, đẹp quá ha. Để gì nó có bị lúc lắc không ta? Máy này cẩn thận mới được. Thôi, để nhẹ nhàng tình cảm xuống đi. Rồi, tiếp tục. Em còn mấy
em bữa nay có chăn hè đó, hoặc cho các chị mình văn phòng á, chăn kiểu chăn đơn á, để mình đem vô văn phòng mình để dành, hoặc mình mua tặng cũng được, có hàng hiệu nữa. Anh chị đợi em chút, em xong cái phần gia dụng này em qua tới cái đó. Rồi một cái set này là cái gì đây? Hộp gì đẹp đẹp nè. Bên trong là một cái hộp gỗ nha anh chị. Em nhớ không lầm là nó cái ly, cái tách gì á. Ui cái hộp gỗ đẹp quá. Đây nó như vậy. Cái hộp gỗ này mình lấy mình xài ok, nhưng mà nó có sản phẩm bên trong nữa đó. Này chắc cái đế quá. Cái đế nó vậy đi. Đó, chắc là nó vậy nha. Vậy anh chị. Rồi trên đây thì có cái tem Nhật ha. Chỗ này nó có hơi trầy cấn nè. Cấn này chắc là lúc khui hàng nó bị cấn anh chị, chứ còn sản phẩm mới lắm. Rồi cái gỗ người ta đang đan này, cái hộp này mình để nó cũng đẹp, mình để giày mình đựng đồ cũng đẹp nha. Vậy là không phải vậy, nó phải ngược lại anh chị ơi. Ngược lại như vậy ha, cái này là cái nắp mới đúng. Rồi, nó như vậy. Bên trong này sẽ gồm có là hai cái ly. Hai cái ly nha, cái ly nó như vậy. Xinh ha. Nó tông màu hơi hơi lon lon màu xanh. Đó cái hộp này mình dùng mình đựng đồ anh chị, để đi coi nhà bếp cũng đẹp. Hai cái sản phẩm nó như vậy. Nó cũng có cái đế như vậy ha, nó cũng nặng, cũng có tem Nhật nha anh chị. Tông màu của nó sẽ là ở trên đây xanh xanh, dưới này nó lon xuống thành màu trắng nha, made in China. Đó, China kể nó anh chị, rất đẹp luôn. Rồi. Đẹp quá. Size ngang của cái miệng ly này là được 7.5 đến 8 đó. Cao lên là được 15 anh chị ơi. Đẹp lắm ha. Rồi, set này anh chị nào thích thì mình chốt giùm em mã số là K33, giá của nó sẽ là 450 ngàn. Mã K33 giá là 450 nha. Cái này coi như là một một cái này nó sẽ là được 3 món sản phẩm lận. Gồm có hai cái ly với một cái hộp gỗ luôn. Hộp gỗ thật anh chị và đẹp nha, chứ không phải chỉ là bao bì không đâu, nó là nguyên cái hộp mình sử dụng được luôn á, đẹp lắm. Rồi, cái hộp này đó là size cao lên là được 18 nè, bề ngang của nó sẽ được đó là 22, độ dày nó khoảng 12 đó anh chị, hàng xịn sò, xinh xắn luôn. Rồi, còn cái hộp giấy bên ngoài như vậy luôn. K33. Giá là có 450 rồi. Và giá bao gồm phí ship rồi luôn nữa. Cứ thoải mái chốt hàng ha, khỏi phải lăn tăn. Tiếp tục. Em có cái sản phẩm này. Cái này em có được hai hộp anh chị ơi. Cái này có được hai hộp như vậy. Có hai hộp lần nha. Nó sẽ là cái để mình này gì lạ lạ nè. Giống như cái đồ để mình làm bò bít tết vậy đó, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Nó bằng gang ha. Cái đế của nó thì bằng gỗ anh chị, cái đế bằng gỗ, còn cái bên trên cái chảo này bằng gang, chảo này làm kho quẹt là đẹp luôn. Đấy, mình về mình gắn cái này vô anh chị nha. Cái này là kể khi mà mình nấu nó để mở cái nắp ra, xong rồi cái mình lấy cái cây này để mình gấp á, để đem đi á. Làm sao ta? Vậy nè. Đó anh chị ha, để nóng á. Đó. Giống như ở ngoài tiệm mình ăn bò bít tết vậy thôi, nhưng mà nó nhỏ, cái size nó nhỏ. Để coi cái này người ta làm trứng chiên nè anh chị, à tức là cái này vừa cái trứng chiên, tem Nhật ha. Rồi mà đẹp quá, dễ thương quá nè. Ở dưới này là bằng gỗ, xong để cái này lên, xong để cái nắp lên, đúng rồi, chiên cái trứng là nó quá hợp luôn á. Có cái đồ để làm cái nắp đây, rồi cái đồ để mình lấy ha. Em có được hai bộ, cái này mình mua để dành ở nhà bữa nào mà mình làm đồ ăn đồ ngon ngon đó ha. Đây chuyện Nhật dưới đáy là cái này bằng gang nha, nó nặng lắm. Size ngang của cái chảo này là được 11.5, bề cao lên là được 3. Rồi. Không bao gồm cái nắp của anh chị nha. Rồi. Một cái này em bán cho mình để coi cái này nó nặng chịu chịu luôn á. Em có được hai cái, mã số của nó sẽ là K34 nè, nhân 2 ha. Em bán cho mình với giá là 380.000 một cái.
mình lấy mấy hai cái thì mình chốt giùm em là K34 nhân 2, còn không mình lấy một cái thì mình ghi một cái nha anh chị. À, khuyến các anh chị lấy hai cái. Ví dụ như hai vợ chồng sáng sáng làm đồ ăn. Đó, phần phần đồ ăn chưa biết ngon không nhưng mà phần nhìn thấy ngon là thấy vui rồi anh chị ha. Rồi. Chốt giùm em ha, cái này em có hai cái. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này cái gì đây? Cái này cái này giống như một cái bình hoa vậy đó, đẹp lắm. Nó còn cái hộp đây nha anh chị nha. Nhưng mà cái hộp á khi mà người ta từ Nhật về đó, người ta làm cái băng keo thì nó hơi xấu xấu nha. Sao người ta làm cái băng keo không có kỹ lưỡng gì trơn. Hay là tại vì người ta sợ nó bị vận chuyển nó bị xê dịch đó, cho nên là người ta làm băng keo, quấn băng keo rồi. Sản phẩm bên trong là vậy nè. Này hơi dính bụi ha, mình về mình lau chùi rửa lại. Trời ơi nó sắc sắc, nó nặng chiều chiều luôn, đẹp quá. Đã bên trong là mấy cái rơm này là để nó thôi. Trời ơi nó nặng lắm anh chị ơi. Mà cái này anh chị biết, em thấy là phù hợp nhất là khi ở những cái bàn ông thần tài ông địa rồi đó, thường thường các chị của các cô của mình á là hay kiểu để nước nước kiểu nước sạch đó, nước ấm gì đó, xong mình rải cái cánh hoa những cái ngày mình cúng kiến đó, hoặc là mình để ở trong nhà mình làm kiểu vậy cũng đẹp, hoặc là mình cái này mình để cái xốp vô mình cắm cái hoa nó cũng đẹp lắm. Ở nó dày cực kỳ dày luôn, nó dày mà nó nặng dữ dội lắm anh chị ơi. Nè hàng này là hàng hiệu của Nhật nha, để em dịch coi cái chữ này người ta ghi là cái gì đây nè. Mà đẹp lắm, cái này là tại nó dính bụi thôi chứ còn là nó mới nha, nó mới nhưng mà nó hơi dính bụi tí xíu à. Rồi để em dịch coi người ta ghi chữ này là cái gì mà nó nặng chiều chiều đây nè anh chị ơi. Hàng hiệu á, cái chữ đó nó mờ quá không dịch được à. Rồi cũng không dịch được luôn, nó mờ lắm, mấy chữ Nhật đây không dịch được nha. Cái đế đây này người ta xoắn xoắn, cái này dính bụi nha anh chị, và cái tông màu người ta làm quá đẹp, rực rỡ cực kỳ, đẹp cực kỳ anh chị ơi. Nên chốt nha. Chị cô nào mà thích kiểu trang trí nhà cửa đồ này kia đồ độc lạ thì mình chốt cái này, để từ trên cao rọi xuống thì mình không thấy kỹ ha. Nhưng mà nó nặng lắm, cái này chắc nặng có hơn 2 kg anh chị, nặng cực kỳ nặng luôn á. À, bề ngang của nó sẽ được có là 19 nè, cao lên nó là được 13 14 đó anh chị nha. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là mã số là K35, em bán cho mình với giá là 690.000. Mà K35 mình mua không được giá này, hàng bên ngoài đó anh chị. Em có một cái thôi nha, K35 giá 690. K35. Nó nặng quá. Cái này gói cũng một gói cũng hơi bự á. Giá này bao gồm phí vận chuyển rồi ha. Rồi, tiếp tục. Hết rồi. Để coi còn trong kia cái gì không chứ trong cái thùng này của em hết rồi. Hình như là em nhớ không còn cái mâm gì đẹp đẹp nè. Đợi em tí xíu anh chị ơi. Rồi xong em tới mấy cái sản phẩm chăn, khăn. Đây em có cái này. Cái này là một cái hộp sơn mài. Còn hộp luôn nha. Hộp sơn mài nè anh chị. Nè. Cái hộp đẹp lắm nha. À, cái hộp giấy đây, nhưng mà để em khui ra. Bên trong nó vậy. Mấy cái này nặng nề quá. Đó, bên trong nó là một cái hộp như vậy anh chị, nó bóng hới luôn, thấy cái bức tranh của em luôn ha. Rồi. Nó là một cái hộp đơn như vậy thôi. Nó không có ngăn. Đợi em tí nha, lấy ra nó hơi lâu. Đây là cái nắp. Đẹp lắm. Đây là cái bên dưới nha. Bên dưới thì người ta chỉ làm trơn vậy thôi, nó không có cái họa tiết anh chị. Còn cái nắp thì nó có họa tiết ha, để vậy thôi nó bị chày đó. Đậy lại như vậy, bên trong thì nó không có ngăn gì hết nha anh chị, nó vậy thôi, xoay ngang ấy là được 36 nè, nhân với lại 27 nè, nhân với lại 10 cm anh chị.
Ở trên cái hộp này nè, khi mà em Google dịch ra cái chữ này đó thì người ta ghi nó sẽ là một cái gọi là gì ta, ca mai, sơn mài ca mai đó, tức là trên nền của cái gỗ rồi người ta sẽ sơn mài vẽ những cái nét mà nó vẽ vàng vàng như vậy nè anh chị, nó là cái kiểu truyền thống của Nhật á. Đó thì mình nhìn cái hộp này thôi mình thấy cũng xịn sò cực kỳ rồi ha, kiểu truyền thống của Nhật đó. Nhưng mà cái này người ta vẽ ít đó, người ta chỉ vẽ bốn góc thôi, còn lại là trong đây người ta không có vẽ nha. Và cái hộp này nó mới nguyên, nó chưa có sử dụng và nó cũng không có trầy trụa gì hết, còn nguyên hộp nha, mình mua tặng ok luôn. Thì em thấy người ta bán cái giá của những cái sơn mài này cũng mắc lắm, nhưng mà cái này thì em có một cái thôi nha anh chị, không có nhiều. Mấy này thì mỗi cái nó có một vậy thôi, ví dụ mai mốt em có cái hộp sơn mài khác thì nó cũng khác. Cái này dành cho các chị các cô mình đựng đồ cá nhân, hay là bây giờ chắc còn ít cô nào mà ăn trầu á, chứ còn ngày xưa thì chắc người ta đựng khay trầu đồ cũng đẹp, nhưng bây giờ mình có thể đựng kim chỉ đồ cá nhân hoặc là để trên bàn trang điểm cũng đẹp nha. Rồi cái này giá của nó sẽ là 680 ngàn, mã số là K36, K36 giá là 680 cho cái hộp này. Hộp này rất là đẹp, rất là xịn, còn nguyên hộp mình có thể mua tặng được luôn. Thường các cô lớn tuổi á, thì hay thích cất chữ đồ đạc, đồ của mình hay thích cất 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 ra, thì mình mua với cái hộp như vậy thì mình tặng đồ này kia là quá đúng bài. K36 giá 680 ngàn cho cái hộp này. Rồi tiếp theo em có một cái sản phẩm này, hình như là em có chụp hình rồi đó, nó là một cái mâm. Đây nó còn cái hộp nha, mấy này thì còn hộp hết nha anh chị, dường như chưa xài á. Cái mâm này thì nó độc đáo ở chỗ là nó còn hộp ha, mới ha, đây nó còn tem sổ luôn, mấy vết này là dính bụi thôi nha. Rồi bên trong này là người ta trên nền gỗ ha, người ta sẽ làm mấy cái hoa khác như vậy, không biết gỗ gì nha anh chị, mà rất là đẹp. Nhìn hai cái lá này giống như là hai cái lá rau má anh chị ha, mà đẹp lắm, bằng gỗ thật luôn. Rồi người ta có một cái lớp phủ như vậy, kiểu như mình có lỡ mà đụng nước rồi này kia thì nó cũng ok, ổn không sao ha. Rồi đặc sắc nhất là cái viền này người ta làm bằng cái cây tre, cái tre thật á anh chị, còn cái sới tre đây nha, làm tỉ mỉ cỡ này anh chị nha. Người Nhật là họ tỉ mỉ cực kỳ luôn, ở bất cứ một cái lĩnh vực nào ha, mình thấy người ta cũng tỉ mỉ á. Tới nỗi mà cái đồ bốn cái chân ghế mà người ta còn may cái để cho nó bọc lại nữa, mà họ tỉ mỉ từng cái nhỏ nhỏ nhỏ. Và đây là một cái đất nước đặc sắc, nhiều thứ độc lạ anh chị ha. Rồi còn tem Nhật cái đây, ở cái tem này thì người ta ghi cho mình về cái này là người ta ghi là gỗ thật đồ đó anh chị, tre thật gỗ thật đồ đó, là mình dịch ra cái này nha, nó hình oval dễ thương lắm, đẹp lắm. Và nó cũng có một cái thôi, cũng lần đầu tiên em gặp mà nó có cái viền bằng gỗ như tre như vậy. Size ngang là 30 nè, nhân với lại 22.5. Cái này em bán cho mình với giá là 380. Mã số là K37, giá là 380 ngàn. Mã K37 giùm em ha. Mấy cái sản phẩm này đều còn hộp hết nha, cái nào có hộp là em báo có hộp. Và dường như là chưa có xài, kiểu như đó là hàng tồn kho đồ này kia anh chị, chứ chưa có qua sử dụng ha. Còn nào qua sử dụng rồi thì em báo. Nhưng mà anh chị thấy giá cực kỳ tốt anh chị ha. Rồi tiếp tục em có mấy cái khăn với mấy cái chăn nha. Em có mới về cái chăn này đẹp lắm, hàng xuất sắc, để em chỉnh nha. Đây, hàng có hiệu nha, Rimero Art Pure Min, tiếng Nhật đây ha. Tất cả những cái sản phẩm này đa số là hàng châu hàng hiệu châu Âu, nhưng mà nó được bán tại thị trường của Nhật, cho nên mình thấy có tem Nhật nha anh chị ơi. Cái này còn nguyên hộp như vậy nè, rất là đẹp luôn, mình mua tặng ok đó anh chị, mấy sản phẩm này mua tặng rất là phù hợp luôn. Cái nào mà nó có cái kích thước rồi thì em không có mở anh chị nha, mở ra thì nó không có được đẹp như vậy khi mà mình gói lại đó. Rồi cái này là một cái chăn quá đẹp luôn, màu cực kỳ đẹp. Đây này mới nói xong nó không có kích thước anh chị, để em coi em mở cái này nó có không, đẹp quá, xuất sắc. Đây đây nè anh chị, chắc nó không có dày đâu, kiểu như chăn hè đó, mình xài ok nha. Ừ, để lỡ rồi em tháo thử một cái đi, đẹp quá chừng luôn. Xong rồi cái đầu xếp lại không được nè.
đây nó có cái hiệu ngay đây nè, cô tông ha, original cô tông. Size của nó đây, trời ơi cái size nằm dưới 150 nhân 200, tức là 2 mét nhân 1 mét rưỡi. Thì nó là dạng cái chân này, thật ra hai người đắp cũng vừa đó, nó không có dày đâu anh chị, nó mỏng mỏng như vậy nè. Cái mặt sau của nó có hơi hơi một vài cái lần nó hơi hơi đậm màu chút xíu, nhưng mà kệ nó, không có sao đâu, nó mặt sau thôi, còn mặt trước cái bông quá đẹp luôn ha, đẹp dữ dội luôn anh chị, rất là xuất sắc nha. Mà hàng xịn á, hàng châu Âu, và được người ta bán cho thị trường của Nhật, thì anh chị biết là cái chất lượng của nó rất là cao. Đẹp á, chỉ thừa kia mình cắt bỏ thôi, chứ không phải là nó bị tưa đâu nha. Một số chỗ nó hơi hơi kiểu ố ố nhẹ nhẹ, mình về mình giặt cái là chắc nó hết anh chị. Đẹp lắm. Cái chân này mình có thể sử dụng trong gia đình, hoặc mình đem đi văn phòng đồ này kia giùm em là quá ok. Bởi bữa trưa mình ngủ trưa rồi đó, mình đem văn phòng là hợp. Tại nó gọn, mà 2 mét nhân 1 mét rưỡi nha. Cái chân này 2 mét nhân 1 mét rưỡi. Đáng lý là giá của nó phải là trên 800 ngàn, nhưng mà do nó có hơi hơi một vài cái vết, nó hơi hơi kiểu hơi hơi ố ố nhẹ nhẹ đó anh chị, nhưng mà không có đáng kể ha. Rồi em bán cái này cho mình với giá là 680 ngàn. Mã số của nó sẽ là K38. Có nhiều cái cho mình lựa chọn, bữa nay em có nhiều chăng. K38 giá 680. Cái này thì còn ở hộp, hộp quá đẹp. Rồi tiếp tục anh chị nha. Tiếp tục em có này, bia cạc đin nè, siêu phẩm nè. Bia cạc đin, bia ca đin gì đó. Rồi xuất sắc luôn. Cái này không phải là cái khăn đâu, cái này là cũng là một cái chăn, chăn đắp, cái mền đó. Size của nó là 140 x 240, tức là 2m4 x 1m4. Tức là mình đem tặng được nha. Cái này rất là đẹp, mới đem tặng được. Anh chị có sẵn thông số ngay đây cho mình ha. Quá đẹp. Này mình tặng được anh chị nha, và các anh các chị mình nam nữ đều xài được hết, mình tặng cho sếp cho đồng nghiệp gì cũng được luôn, và hàng rất là có giá trị nha anh chị. Còn hộp luôn, mới nguyên chưa qua sử dụng, hàng hiệu của Bia Cạc Đin. Thì hàng hiệu, mấy cái thương hiệu này thì giá nó phải cao hơn những cái hiệu khác nha. Em bán cái set này cho mình với giá là 900 ngàn, mã số là K39, giá 900, có sẵn thông số cho nên là em không có tháo nha anh chị. K39 giá 900, người ta ship đẹp vậy mình tháo ra thì mình xếp lại nó không đẹp thôi. Để mình tặng thì nó nguyên mẫu, nguyên bản vậy mình tặng quá hợp. Rồi siêu phẩm nè. Burberry. Này gì? Cái này cái size nó giống với cái size của Bia Cạc Đin. 140 x 240 nha anh chị ơi. Đó, rất đẹp luôn, hàng của Burberry nó còn nguyên như vậy luôn ha. Cái sọc, cái này là dạng nó mỏng rồi, nó không dày nha anh chị. Nè, nó mỏng mỏng như vậy nè, không có dày đâu. Mình tặng được á anh chị. Cái dạng của nó là dạng chân hè, người ta gọi cái này là chân hè. Cái mền á, mền mỏng á. Mình để trên xe hoặc là mình mua tặng cho đồng nghiệp đồ này kia để ngủ trưa. Rồi. Hiệu Burberry thì dĩ nhiên giá nó cao hơn mấy cái hiệu kia ha. Mã số là K40, em bán cái này cho mình với giá là 1350. Chắc cái này là giá cao nhất trong đội rồi đó. K40 giá 1350. Rồi tiếp tục. Burberry người ta có một cái loại chăn rất là xịn, đó là cái chăn cashmere. Nó ấm, cái độ ấm nó cao, nhưng mà cái chăn nó giá nó cao cực kỳ luôn. Rồi thêm cái này nữa, cái này là của thương hiệu là Hiroko Koshino, hiệu của Nhật. Hiệu này túi mình cũng có gặp. Rồi xuất sắc luôn. Quá trời đẹp rồi. Cái này cũng 140 x 200. Này nó có sẵn cái cái gì trong trong cô tông nha, ấm nha. Cái này nó dày hơn so với mấy cái chăn kia nè, nó dày hơn anh chị. Trời ơi, nó đẹp dữ luôn á. Cái này mình mua tặng đi, quá trời đẹp luôn rồi, đẹp lắm. Tặng cho người nữ ha. Hiroko Koshino, hàng hiệu của Nhật. Rồi size của nó là 1m4 x 2m, là cái chăn cái mền nha anh chị, chứ không phải là cái khăn tắm đâu nha. Cái này em bán cho mình với giá là 1.100.000, 1.100.000, 100% bông thật á, cho nên là cái độ ấm nó cao và giá trị nó cực kỳ cao luôn. Giá là K41. Mấy cái chăn thì giá nó cao hơn mấy cái khăn tắm thì vài trăm ngàn. Rồi thêm cái này nữa đi cho nó hết cái dàn chăn này nè. Này là hiệu Renew Excellent, tem Nhật ngay đây ha. Size của nó là 140 x 240. Rồi đẹp nữa. Cái này thì nó màu của nó là màu kem anh chị ơi.
Đây, cái size của nó đây nha. Màu kem thôi này, nó không có cái bông. Nó không có làm bông ha. Màu kem. Mới nguyên luôn, rất là đẹp. Cái này cũng ấm lắm nè. Nó dạng như nó lông lông này nè, ấm lắm. Rồi cái size của nó sẽ là 1m4 nhân với lại 2m4. Rất là đẹp. Cái này do nó không có bông cho nên em bán giá tốt ha. Bán cho anh chị cái này với giá là 750 ngàn, mã số là K42. Nói cái bông hoa thì giá cao hơn. Rồi, K42 giá 750. Rồi em qua một số cái khăn nha. Số khăn. Mấy cái đó gói lâu lắm anh chị. Tại vì nó nặng lắm mà nó bự nữa. Rồi, tiếp tục nè. Em có cái này cái gì là lạ nè. Lotte Traditional Linen. Chắc linen hả ta? Đây cái này. 170 nhân 25 là gì? À, cái size cái này cũng là cái size cái mền. 1m4 nhân 2m4. Đó, 1m4 nhân 2m4, 100% là cô tông. Nhưng em thấy cái này nó mỏng mỏng anh chị, không biết có khi nào nó sẽ là cái ra giường không ta. Đây em dịch coi, đây ra là gì? Tấm lanh nên hoa cao cấp 100% cô tông. Rồi cái này màu hoa đẹp lắm, màu hoa nhí nhí dễ thương lắm nè, màu tông màu xanh. Nó vậy ha, ta ship hay ghê luôn anh chị, mình ship cũng được giống vậy. À, cái miếng này là nó như vậy nè anh chị nè, nó không có mai cái viền đâu, mình có thể về mình mai thành cái ra giường hay là mình làm cái tấm trải cũng được nha, mình decor trang trí cũng được, tức là cái viền nó để như vậy luôn, nó là nguyên một cái miếng như vậy, mình làm cái chăn cũng được nha. Đó, chỗ này thì dính bụi thôi chứ không có bị ố bị gì hết trơn mà đẹp á, cái màu này rất là đẹp luôn. Size của nó sẽ được có là giống như miếng vải vậy đó, size là được 1m4 nhân với lại 2m4 ha. Cái miếng này em bán cho mình với giá là 380 ngàn mà cái hoa văn đẹp cực kỳ nha, 100% cô tông. 380 dành cho các chị mình về mình trổ tài decor nè. 380 ngàn, mã số là K43. K43, giá là 380 ngàn cho cái này. Tiếp tục. Em coi có cái gì độc lạ em sẽ lên luôn. Cái gì mà cái hộp gỗ hoành tráng đây nè. Hộp gỗ hoành tráng nha. Tem Nhật, bên trong là khăn tắm anh chị. Ủa, lấy ra khúc nào? Người ta chưa có lấy ra anh chị. Không có cái đường để mình lấy đồ ra. Nhưng không thấy ghi sai luôn rồi lấy gì mà báo. Đây đây đây. Nè, nó như vậy. À, mình lấy ngược cái nắp rồi. Đây, nó như vậy nha. Hàng này được made in Japan. Bên trong đây là có hai tức cái này là hai cái khăn thôi ha, hai cái, một cái là 60 nhân 120, một cái là 33 nhân 35, tức là một cái khăn mặt và một cái khăn tắm 1m2 lận. Đó, cái này đẹp nha. Rồi cái hộp gỗ luôn như vậy luôn chị. Cái tông màu của nó đây, tông màu của nó một cái là màu hơi kem kem, cái là mà tông màu hồng hồng cam cam ha. Cái size người ta đó đây luôn và người ta còn nguyên bọc như vậy cho nên là em không có tháo ra nha anh chị. 1m2 nhân với lại 60 cm, rồi 30 nhân 35 này, xịn ha, hộp gỗ luôn, mua tặng ok. Mã này anh chị chốt giùm em mã số là K44. Cái khăn này to ha, em bán cho mình với giá là 400. Mã số là K44, giá 400 ngàn. Mã K44 giá 400. Em khui mấy này em thích lắm nhưng mà tại vì nó nặng lắm, bán không có bán cực á anh chị, mà không có lợi nhiều, không có lợi nhuận gì hết trơn. Tính ra là nội tiền vận chuyển, tiền gói đồ này kia là nó hết rồi, nhưng mà tại em thích thôi, lâu lâu em về em đợt để em khui á, chứ còn mấy này thì không có thường xuyên có đâu nha. Em săn cái này bán chuyên cái này, không biết sao mà các chị khác người ta bán hay thiệt, em thì em gói cái này cực lắm anh chị, và kể cả còn bể vỡ mà nó nặng nề nữa. Rồi em có một cái này. Cái này thì nó hơi cũ, nó hơi bị ố chứ không phải xài rồi nha. Nè, cái này nó cũng ố ố nè. Còn cái này là bên trong có hai cái khăn, với cái này là cái
đàn vịt á, này là cái cục xà bông á, nhưng người ta làm hình đàn vịt nhưng mà nó cũng có hơi hơi vỡ vỡ cái gì đó rồi nè, nên nó có miếng đây, một con vịt với ba con vịt con ha, vịt mẹ với ba con vịt con, và cái khăn này nó cũng cái họa tiết đó luôn, vịt mẹ với ba con vịt con dễ thương. Nhưng mà khăn này là cái dạng khăn cơ bản thôi, khăn khăn tắm cá nhân á, khoảng tầm 70 thôi, 30 nhân 70 thôi ha, cỡ đó thôi anh chị nè, nó vậy. Nhưng nó có ố ố nha, cái này mình ngâm giặt giùm em để xài hàng ngày thôi, bán giá rẻ rồi chứ không có mới ken ha, chưa xài nhưng mà do người ta để lâu rồi. Nguyên cái hộp này nó xinh lắm. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã số là K45, lưu ý cái này có ố phải dè giặt nha. K45, một set này 3 món em bán cho mình với giá là 300 ngàn, mã số là K45 ha, dễ thương. Cái này sau khi mình xài xong cái dàn xà bông này rồi, cái mình để lấy cái hộp này mình đựng xà bông luôn, dễ thương quá ha. Nhưng mà có cái hơi tiếc là nó không được mới ken. Rồi tiếp tục một cái hộp gì đẹp đẹp nè, hộp này là khăn luôn quá, chắc là khăn tắm luôn đó anh chị. Em mới về kính lặn, lâu rồi mới về kính lặn ha. Đây xuất sắc, chị nào không, anh nào, chú nào không có thích mà bông hoa lá hẹ thì lấy cái này trắng tươi luôn, hiệu của Nhật nè, cái hiệu này em qua kia gì em có giới thiệu đó, nên là người ta từ bắt nguồn từ cái làng nghề truyền thống hiếu khách của Nhật, rồi sau đó người ta sẽ trở thành cái thương hiệu lớn luôn á anh chị ha. Rồi nó có hai cái khăn tắm, một cái khăn mặt nha, hai khăn tắm này cũng tầm cỡ 30 nhân 70 thôi, với một cái khăn mặt anh chị nhé, hàng hiệu của Nhật, Made in Japan nha. 1 2 3. Ba cái này anh chị chốt giùm em mã số là K46. Em bán cái này cho mình với giá là 420. Mã số là K46 giùm em, giá 420.000. Mấy này thoải mái, còn nãy mấy cái chăn cầm lên thôi là nó nặng nề. Rồi mấy cái đồ gốm nữa. Người ta mình thích thì mình khui vậy thôi. Túi em cũng què nhóc hết trơn luôn kìa, chưa có thời gian mà mình phải giới thiệu hết nữa. Rồi này gì, Junko Shimada Tokyo Paris, nó còn cái bọc nha, quá đẹp luôn, dành cho các cô nào hoặc các chị nào thích bông hoa nè. Ở trên đây người ta có dập cái chữ là Junko, người ta thêu á, Junko Shimada luôn. Thông số đây, thông số ghi vậy không đọc được, rồi ghi bằng tiếng Nhật không anh chị ơi. Đẹp nha, cái này không có bị gì hết, nó khoảng tầm 30 nhân 70 luôn, thì em báo cái size cỡ hạo hạo vậy nên chị thì nó cũng size số ít thôi. Với một bên đây là một cái khăn khăn mặt ha. Đẹp luôn anh chị, xinh lắm, cái bông này xinh cực kỳ, quá trời dễ thương. Set này anh chị chốt giùm em mã số là K47, em bán cho mình với giá là 350 thôi. K47 giá 350, K47 giá 350. Chỗ cái khăn tạo cái khăn lông này nè, ở cái khăn mặt này nè, một hai cái ố nhỏ rất nhỏ rồi. Rồi mình về mình giặt cái hết rồi, đẹp lắm. Rồi hàng hiệu của Nhật nha anh chị ơi, chốt giùm em mã số là K47 giá 350, K47 giá 350 nha. Khăn hôm qua hình như là dường như là hết rồi, anh chị hôm qua chưa chốt được thì mình chốt giùm em mấy này. Rồi một cái này là ghi chữ gì, gift, quà tặng này, nhưng mà cái hộp thì nó hơi xấu xấu. Cái sản phẩm bên trong nó cũng hơi, nó hơi hơi ố ố à. Cái khăn này không có thấy ố đâu, mà cái nó ố cái miếng này nè, cái miếng miếng giấy của cái hộp á anh chị. Có một cái này hàng hiệu của Yukitori, còn tem nha anh chị. Yukitori cái này là để mình treo, mình để cái cuộn giấy hay gì đây nè anh chị. Nè, treo ha. Có đồ để treo. Hay sao ta? Chắc vậy quá à. Chắc xài vậy đó anh chị. Hay là cái này là cái nắp ta. Rồi mình về mình treo vậy quá. Cắt dày quá anh chị. Đó, mình về mình coi ứng dụng em ha, đâu bằng vải. Rồi một cái khăn bự tắm. Khăn này Yuki luôn nè. Size đây. Size của nó là 45 nhân 65. À, cái này không phải cái khăn mà là cái thảm chân anh chị ơi. Trời đất ơi. Cái thảm dậm chân bự luôn nha. Đẹp luôn nha. Thảm dậm chân đẹp luôn, rất mới, hàng hiệu luôn. Đẹp quá ha, họa tiết đẹp luôn á. Size là được 45, này mới chưa sử dụng nha, nhân 62.
chỉ có cái hộp nó xấu thôi chứ còn cái sản phẩm bên trong không có bị ố bị gì đâu, anh chị yên tâm nha. Thảm dặm chân nè, hàng xịn sò, thà một cái thảm dặm chân với một cái đồ treo treo để đi co. Ôi ship làm sao đây, ship đỡ đỡ gì đi ha. Rồi hai món nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 420.000, chốt giùm em mã số là K48, giá 420, K48 nha, giá 420. Là cái hộp thì nó xấu thôi, sản phẩm thì không có vấn đề. Này các chị mình mua xài đi, quá đẹp, hàng hiệu, thấm hút tốt ha, mà nó đẹp nữa, mình trang trí vô nhà mình là thấy dễ thương rồi. Rồi tiếp tục, hiệu của là Uchino, Uchino này chắc khăn luôn quá, khăn hay là chăn hay là gì đây, cũng bự bự đây. Này là set khăn. À, cái set khăn này nó có hơi ố ố rồi, mình về mình ngâm giặt lại giùm em nha. Tổng cộng là 8 cái khăn, 5 cái khăn mặt với lại 3 cái khăn tắm nhỏ. Khăn tắm này dạng khăn cá nhân khoảng 70 nhân 30 đó, tầm đó nha. Tông màu như hình luôn nhưng mà nó có ố nha anh chị. Mấy này mình về mình giặt lại giùm em nha. Nè nó có ố ố. Kiểu để lâu á. Khăn này nó cũng mỏng nhẹ thôi, thấm hút nước tốt. Để mình xài hàng ngày ở gia đình ha, hoặc là mình sử dụng cho các công việc khác nếu mình cần. Nhưng mà nó có hơi ố nha, cái nào cũng có ố ố, mình về mình giặt thôi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái khăn này có hơi ố luôn. Chốt giùm em mã số là K49 nha anh chị ơi. K49 này em bán cho mình với giá là 300. K49 giá 300. Về giặt giùm em. Về ngâm giặt giùm em ha. Hàng chưa qua sử dụng nha, cái đó là vấn đề thời gian rồi nó bị ố thôi chứ chưa qua sử dụng nha anh chị, cái này nó cũng lâu lắm rồi nó mới tới tay mình á. Ừ, tiếp tục gì, cái này bự quá nè, chắc cái chăn quá. Cái hộp này là hàng hiệu của là Fuku Da Gia Gia Da Gia, cái mền đó anh chị. Ở miền Nam em gọi là cái mền á, ở ngoài Bắc các anh chị sẽ gọi là cái chăn. Đẹp quá à. Cái này nó ấm nè, này nó giống cái chất liệu của cái chăn của các cô các dì cái bà hồi xưa. Còn tem nha, có tem nhưng mà không thấy ghi thông số gì trời, phải ghi thông số để mình đọc cái thông số chứ. Này ấm nha anh chị, người ta may đẹp đẹp xinh xinh nè, cái màu cũng đẹp nhưng mà không thấy cái thông số đâu, có cái tem gì đây nè, King Cutter gì đây nè, không thấy thông số, phải đo. Bự lắm nha, bự. Và cái này đắp ấm, đắp mùa đông ấm mà, đông ấm hạ mát là này. Đây 1m4 nhân 2m anh chị ơi, 1m4 nhân 2m nha, đẹp, màu cũng nhu. Rồi mã này nó cũng không lỗi lầm ha, để em xếp lại khi em gửi cho anh chị nha. 1m4 nhân 2m, cái này là cái chân ha, đẹp anh chị nha. Cái này mình mua sử dụng ok, mua tặng thì cái hộp nó hơi xấu một chút thôi. Mã số là K50, em bán cho mình với giá là 550 luôn. K50 giá 550 cho cái này. Cái này dễ xài lắm, mùa nào mình xài cũng được. Rồi cầm mấy cái này nó nặng thiệt là nặng. Tiếp tục còn một hai món nữa đây, em lên cho hết luôn nè. Này là Lofty Floret gì đây, chắc bông hoa traditional linen, giống giống cái hồi nãy màu xanh xanh đó. Rồi cái này, cái hộp này bự lắm nè, bán mấy này mệt quá. Đẹp quá trời ơi, chị nào mà mộng mơ chút xíu là thích này liền, hoặc nhà có con gái nha. Trời ơi, sao dễ thương dữ vậy, size này là được 1m4 nhân 2m anh chị, ren ren đồ quá chừng nè. Nhưng mà nó là cái gì mà nó có trần trần bông nè anh chị ơi, hay là cái chăn mà dạng chăn đắp ta, lấy lên thử, lấy lên rồi sao xếp lại được giống vậy không biết. Nhưng nó có trần bông nè, để em coi nó là cái gì.
Cái này chắc em nghĩ là mình làm cái chăn đắp cũng được, hoặc là mình trải trải đệm ngủ cũng được. Đó, người ta may sẵn giống vậy nha. Nó trần bông trần ô. Mấy cái này là mình hơi bị ố nha anh chị. Nè, nó hơi ố do là người ta để trong cái hộp này lâu á. Mình về mình ngâm giặt lại giùm em ha, họa tiết này quá trời xinh luôn. Bán giá bị ố nha. Xinh lắm. Họa tiết quá đẹp, nhìn dễ thương cực kỳ. Size của nó là bao nhiêu? Size là 1m4 nhân 2m. Đẹp. Mình để làm cái chăn hoặc là làm cái mền, cái chăn mình lót nằm hoặc là cái mền mình đắp cũng được, nó có hơi trần bông nhưng mà nó mỏng thôi, không phải trần dày đâu anh chị. Đó, nhưng mà rất đẹp nha, bông hoa đẹp cực kỳ, tông màu xanh. Xuất sắc luôn. Bán giá về giặt nha anh chị. Tại vì nó có hơi bị ố ố ha. Đâu rồi, cái nắp đâu rồi? Ủa nhớ nãy nó còn cái gì đó ở trên đây nữa mà ta. Đẹp, cái này đẹp. Rồi, đậy nắp lại. Hàng hiệu nha. Mã số là K51. K51 này em bán cho mình với giá là 690 ngàn. Về giặt giùm em ha. Đẹp lắm. Rẻ luôn. K51 giá 690. Rồi. Rồi, chắc em kết thúc video này ở đây đi anh chị ơi. Nó nặng nề quá. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Hôm nay và ngày mai thì em liên tục lên video và có rất là nhiều hàng độc lạ mới về anh chị nha. Cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.